Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy NG đây và chúng ta sẽ tiếp tục với series là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây hôm nay mình sẽ test cho anh em xem một con rồng mới. Con rồng này tên là Hansel and Greater Dragon. Một con rồng hai đầu với hai tính cách. Thì ở dưới đuôi nó sẽ có một cái kẹo mút này. Và này, hai đầu này thì đây là một cái con gái, một đứa đầu con trai luôn này. Nó khá đặc biệt à. Hai giới tính ở trên một con rồng. Và nó thì nó sẽ có tầm khoảng là ba hệ. Hệ gọi là hệ lá, hệ lửa và hệ đất. Mình sẽ cho nó vào môi trường hệ lửa. Cái môi trường này hôm qua thì mình vừa mới xây xong. Đây chính là con Hansel and Greater Dragon. Một trong những con rồng mới của mình đây. Rồi mình sẽ đi lấy coi và sẽ cho nó ăn lên cấp nha. Chúng ta chiều nay thì mình sẽ test cho anh em xem được con Turbo Dragon. Con rồng mà chúng ta đã sưu tập được từ cách là ghép 4 con rồng sự kiện vào với nhau. Và nó cho mình con Turbo Dragon luôn. Đây chúng ta sẽ lấy... Đây chính là con Hansel and... đâu nhỉ? Phía trên này cơ. Phía môi trường hệ lửa đang ở cùng với con rồng diều luôn này. Rồng diều của Việt Nam. Rồi mình sẽ cho nó ăn lên level đi. Level 10 đây. Đây sẽ level 4 và nó, đây là dạng 2 của nó này. Và nó sẽ tạo ra một cái nhà để làm gì đây? À, mình biết cái này rồi. Cái này là câu chuyện về hai anh em, chuyện cổ tích về hai anh em đây mà. Vào rừng xong rồi ăn cái nhà bánh của mụ phù thủy đây, xong bị bắt để làm thịt đây đúng không? Hay phết nhờ. Đây sẽ có cả câu chuyện, cả cốt truyện luôn của nó này anh em. Hay. Và mình sẽ cho lên cấp 7 để tiến hóa dạng cuối đây. Cái gì đây? Hai con đánh nhau anh em ạ. Hai anh em ở phía cuối là cái kẹo bị mất luôn rồi kìa. Hai con này ăn luôn nhau rồi. Ăn luôn cái kẹo ở phía dưới rồi. Mình sẽ cho lên level 8. Mình sẽ đặt tên cho nó là gì nhờ. Anh em thích kẹo. Đúng rồi, cái này sự kiện liên quan tới cái đảo bánh ấy, thì nó sẽ liên quan tới bánh kẹo gì đấy. Chính xác như vậy. Còn hai anh em này thích kẹo ngọt, thích bánh. Rồi, chúng ta sẽ để đây và test luôn con này cho anh em xem. Chúng ta sẽ lấy vàng trước một chút này. Mình lại có hơn 1,4m thức ăn cả, khá là tốt ta. Mình đã thu hoạch được một chút thức ăn chỗ kia. Thì mình đã lên được khoảng 1,4m thức ăn. Chúng ta sẽ lấy full thức ăn đấy á, lấy full vàng đấy á. Ok. Bên này nữa thức ăn thì chắc là để chiều đi. Tại vì là có một nhiệm vụ sẽ cần thêm thức ăn nữa. Hôm qua mình đã lấy làm một cái nhiệm vụ lấy 480.000 thức ăn. Bên sẽ còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nữa. Mỗi cái sẽ tương đương với 150.000 thức ăn đấy. 6 cái thì chúng ta sẽ có tầm khoảng 900.000 thức ăn. Khá là nhiều ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ đang xem. Chúng ta đang empower. Có thể empower được thêm một con. Và chúng ta sẽ vào đây và xem cho có nhiệm vụ gì cần làm không. Chúng ta sẽ tắt cái này đi và chúng ta sẽ claim thêm cái này. Đó, phần thưởng của chúng ta. Ui, vừa mới lấy xong cái phần thưởng lấy 5m gold này. Đáng lẽ nên để gold lại. Đáng lẽ để gold lại thì có thể làm được xong nhiệm vụ được không? Chúng ta sẽ có 54 bước để có thể đi được cái này. Chúng ta sẽ cùng lấy cái con rồng con Sharp Dragon này nha. 344 cái quả đào cơ. Lấy kiểu gì bây giờ? Chúng ta bắt buộc phải cho nó nổ ra nhờ. Theo mình nghĩ là vậy. Ở đây có quả dâu này. Chúng ta cần nhiều đào hơn nữa. Xem có nhiều cái quả gì thì chúng ta sẽ dùng quả đấy để cho nó nổ ra. Rồi chúng ta sẽ đi đánh mấy quả này trước đã. Để cho nó nổ hết ra đã. Tính sau. Chuối này. Hiện tại là không có chuối đâu. Nên chúng ta sẽ cứ cho. Ở đây có dâu này. 4 quả luôn. Vấn đề là nó nổ theo hàng ngang này là tốt nhất này. Đấy, thấy chưa? Chuẩn bài đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục là cho nổ ở hàng này luôn. Cái này vẫn có thể nổ theo hàng ngang được. Chúng ta đủ 3 quả nho thì sẽ cho nổ được. Tiếp tục là nổ theo hàng này anh em, thấy chưa? Ngon vãi. Chúng ta tiếp tục xuống cho xuống phía dưới này. Cố gắng cho xuống phía dưới đi. Đây có lá cây. Ở trên này có dâu. Ở đây, 4 quả chuối đây. Quá tốt.
Mình muốn cho cái quả chuối này xuống xuống phía dưới này. Nổ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây, đây sẽ có quả nho đây. Bình tĩnh. Chúng ta sẽ thiếu thêm một quả nho ở đây nữa. Ở đây là sẽ có bao nhiêu cái lá? Có 3 cái rồi. Vẫn không đủ nhỉ. Nhổ hàng này đi. Ở đây sẽ có hàng chuối này anh em. Quá tốt luôn. Quá hợp lý. Một phát chuối nữa này. Sang bên này. Cứ nổ thành hàng ngang đấy thì kiếm được rất nhiều điểm luôn. Ở đây thì sẽ có thêm nho ở đâu ấy nhỉ? Ở đây sẽ có đào này. Đào và dâu. Đây rồi. Hàng 4 rồi anh em. Cái này nó sẽ nổ theo hàng dọc. Mình cần nho ở chỗ này. Rồi mình sẽ lấy cái này trước. Đây, chúng ta sẽ có hàng nho đây rồi. Hàng nho sẽ nổ theo hàng ngang. Nhưng mà thế thì sẽ phí quả dâu, không được. Phải cho nổ hàng dâu trước này. Chúng ta sẽ cho nổ hàng dâu trước nha anh em. Đây, mình sẽ cho nổ hàng dâu ở bên này luôn này. Một hàng. Tốt. Bây giờ nổ hàng nho nữa là hợp lý đúng không? Hàng nho thì không nên thay đổi như thế này trước. Rồi ok, cho sẽ cho nổ hàng nho luôn. Nên nổ nổ hàng ngang thì nên nổ hàng 1 2 3, hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5. Còn hàng dọc thì chúng ta sẽ kiếm cái nào dài nhất ấy, thì ta sẽ cho nổ. Kiếm mấy đi, 4 quả, 4 quả ấy này. Rồi. Hoàn toàn có thể nổ được cái chỗ này nhưng mà mình không muốn tại vì ở đây nó sẽ có một cái ngôi sao. Không nên nổ ở đây. Để đang xem tìm kiếm và xem những cái ô nào nó tốt nhất có thể hiện tại đây. Rồi chúng ta sẽ có thêm 4 nho này, khá là tốt. Cần thêm nho nữa. Ui, đào này, quá ngon. Chúng ta có 4 quả đào bên này. Lá. Ở đây có chuối này, chúng ta phải cho bắt buộc phải cho chuối xuống dưới. Nhưng mà trước hết thì phải cho nổ cái này trước. Nhưng mà vấn đề ở đây đã hơi khó này. Hơi khó nhìn đây rồi. Chúng ta sẽ có 4 cái lá. Đấy. Nổ cái hàng dọc này thì nó ít điểm quá nhờ. Không ăn thua lắm. Ok, mình sẽ cho mấy cái kia xuống dưới đã. Ấy chà chà. Đây là có nho này. Đây rồi, chúng ta sẽ nổ theo hàng ngang luôn. Hoàn hảo. Cho nổ hàng dọc đi cũng được. Cho 319 cái quả kia kìa. 319 quả đào. Bao giờ thì mới xong đây? Siêu lâu. Cái lá ở trong góc này thì khó khó chơi rồi. Bây giờ phải đưa cái lá này ra ngoài được thì tốt này. Dâu này. Đây rồi, chúng ta sẽ nổ chuối ở bên cạnh luôn. Hoàn hảo đấy. Ít đào quá nhờ, thật sự là ít đào quá. Dâu bây giờ thì nó không cần thiết lắm. Chuối này, xem có hàng nào bốn không. Ở đây có lá này. Làm nào để cho cái lá sang bên này bây giờ. Khó phết đấy. Chuối này, chúng ta sẽ có dâu phía này này, chúng ta sẽ có dâu thì không cần rồi, hiện tại đang không cần dâu nữa. Khó phết nhờ, để làm thế nào để có thể cho sang được bây giờ. Ở đây chúng ta sẽ có thêm nho này. Đấy, tạm thời thế này đã. Chuối này. Hàng lá này, xem nào. Có cái nào 4 không? Mình sẽ cần phải lên level khác để cho nó thoáng hơn ra. Chứ này ấy quá, rối quá. Không nhìn được cái gì cả. Có dâu đấy anh em. Dâu theo một hàng luôn, tốt. Cho nó nổ đi, đấy. Như thế này mới là đẹp này. Thêm một quả nữa nhỉ. Đây, chuối đây. Nổ hết đi, 3 quả luôn. Cho sẽ có 4 quả đào. 4 quả đào. Không biết là qua cái level mới nó sẽ có mất cái này đi không nhỉ. Hy vọng là sẽ không. Đây rồi, chúng ta sẽ đã thoát được ra rồi anh em ơi. Tốt lắm. Cuối cùng đã thoát được cái này ra. Khó khăn vãi chưởng à. Ở đây nó sẽ có hàng 3 này. Chà chà. Nó sẽ nổi theo được hàng ngang này anh em. Khá là ngon nhưng mà mình cho cái này xuống dưới đã. Làm nào để xuống dưới đây. Rồi,
Rồi rồi để xem. Đây đây rồi. Nổ theo hàng ngang luôn nhá. Quá đẹp. Vẫn còn thấy tận 309 cái này nữa kìa. Lâu quá. Có cái nào 4 không nhờ? Nhìn khá là rối mắt. Cho cái này sang cái để nó kéo hết cái xuống đi. Đấy. Bia sẽ là dâu, sẽ có hai hàng đây, nếu mà nổ được tất cả sẽ nổ tất cả hai hàng đây là ngon. Sang đây thì nó chỉ nổ được cái này thôi. Cho sang bên này đi là hợp lý nhất này. Theo mình nghĩ là vậy. Hàng 4 này. Đấy, lắm thật, bia nó nổ một phát thì thôi rồi. Tung cái chỗ này luôn. Hàng 4 nữa không nhờ? Thì còn 12 cái nữa. Sang bên này. Đấy. Còn 305 cây nữa. Đến bao giờ mới phải lấy con sáp dragon đây? Mắc khó. Chúng ta bắt buộc phải cho nổ cái gì không nhờ? Cho nổ cái này thì không được. Rất là lãng phí luôn. Mình cần thêm một quả dâu ở đây. Anh em ơi. Lấy kiểu gì bây giờ? Lên level ra. Đó, chúng ta sẽ chuyển qua một cái level mới. Và nó sẽ vẫn giữ nguyên cái này tốt. Level này thì nó sẽ dễ hơn này anh em. Uầy, nhiều đào thế. Nhiều đào vãi cả trưởng ra ấy. Ngon, chúng ta sẽ có thể là cho nổ được một phát này nổ luôn. Nổ được mỗi phát nhỉ? Mình sẽ cho nổ thêm cả cái này nữa. Nhưng bắt buộc phải cho nó xuống dưới đã. Ok. Cửa này dễ đấy, tranh thủ mà chơi cửa này đi, không là khó nhằn đấy. Đây rồi, chúng ta sẽ có dâu, dâu ở đây. Cần thêm quả dâu nữa. Ui, chỗ này nhìn này, đông chưa? Cho nó nổ một phát nhờ thì thôi rồi luôn. Nhờ ok, hay cho nó nổ đi. Đấy, cho nó nổ 285, tận 285 điểm nữa cơ. Phải trưởng thật. Bây giờ kiếm hàng 4 đi. Chúng ta đang nghiên cứu là xem nên kiếm cái hàng 4 kiểu gì. Cái quả này cần không? Có cần để mở ra 130k food. Khá là tốt. Dâu lá cho cái này chơi bừa đi vậy. Kiểu gì nó sẽ ra thôi. Kiểu gì nó sẽ ra cái loại mới rồi mà. Không cần phải tính toán quá nhiều đâu. Đây, phát này. Đấy, xem nào. Cứ có cái 4 là ra tay chơi thôi. Đấy, mình sẽ còn một ô nữa. Mình sẽ cho nổ luôn cả cái hàng dọc này. Mình muốn là nổ cái hàng ngang ấy để nó rơi xuống nhiều hơn ấy. Mà thôi, nổ hàng dọc cũng được. Rồi, chúng ta đã hết lượt và chúng ta còn 16 cái nữa sẽ đến được cái 130k food Light Token. Nói chung là khá nhiều thứ. Ui, còn lâu mới tới được cái con Durian anh em ạ. Chơi đến một đít có khi mới đến được cái con Durian. Rồi chúng ta sẽ vào và test thử con rồng mới của chúng ta luôn thôi. Hansel and Crystal. Chúng ta sẽ có mấy cái phần quest ở đây. Lấy đánh chiến đấu ở đây để có thể kiếm thêm được các cái điểm. Nhưng mình sợ mình sẽ có một cái nhiệm vụ nó yêu cầu. Có thể ở đây nó sẽ kiếm thêm được cái đấy, thêm bậc nữa sẽ kiếm thêm được 5 điểm này. Cái vàng thì nó sẽ nó cho mình một mờ vàng này và cuối cùng tận 3 mờ vàng. Thật ra vàng thì mình cũng không quan tâm lắm. Vàng nó có thể kiếm được rất là nhiều, chúng ta quan tâm là phút hơn. Bây giờ cái nào cho mình nhiều phút thì mình tốt thì sướng. Thì chúng ta sẽ chơi ở cửa số đánh nhau với một team level thấp thôi. Không cần cao đâu. Level thấp thấp một chút để mình có thể test được cái con rồng của chúng ta, Hansel and Greater. Chúng ta sẽ vẫn dùng Optimus này, vẫn dùng thêm những con rồng mới của chúng ta, vẫn dùng con Monkey Degaff và đây mình sẽ dùng con level 8 của chúng ta luôn. Level 8 Hansel and Crystal, mình đặt tên cho nó là anh em thích kẹo đúng không? Level 8. Đây chính là level 8 đây. Và chúng ta sẽ nhìn theo tên với nhìn theo hình dáng. Level 9 rồi, chắc là nó sẽ nằm ở phía dưới anh em ạ. Ginger Bridge.
Có không nhỉ? Chắc chắn sẽ có nhưng mà không biết là nó bị lấp ở chỗ nào thôi. Thủ lĩnh thẻ bài đây rồi. Anh em thích kẹo và chúng ta tìm được con rồng hai đầu tiếp theo của chúng ta. Nó khá là đẹp. Pharaoh Dragon level 9 thôi và mình có thể là test thử luôn được. Đây, mình sẽ để cái tốc độ nhân 1 nha. Và cho anh em xem luôn 650 đam với chiêu lửa, 550 đam đối với chiêu hệ lá. Nó ném bánh à? Nó ném bánh hay ném kẹo gì đấy? Mình tốc độ chậm nhất rồi đấy. Nó không không nhìn rõ lắm. Đây anh em ơi, có thể nhìn lại nha. Có phải là ném bánh không ta? Hay là ném cái mũ nhỉ? Nó ném nhanh quá, chúng ta không nhìn thấy luôn. Được rồi, mình sẽ test được xong con rồng này và chúng ta sẽ vẫn luyện cho Monkey D. Graphs. Hiện tại đang là cấp độ B cộng rồi và chúng ta sẽ cần phải lên cấp độ A cộng cho nó. Cloud Dragon Way này, một hit nữa. Tốt. Nature Dragon, một con rồng tiếp theo. Chúng ta sẽ dùng cái Cannonball hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn nó thôi. Chúng ta đánh xong được cái con rồng tiếp theo và mình sẽ test được con Hansel rồi. Mình sẽ quay trở lại vần Liquid để có thể đánh chỉ đánh 3 trận nữa. Hôm qua thì mình đang sử dụng con sói đúng không? Con sói trong trận chiến này mình muốn bây giờ sử dụng con hai Commander để luyện tập cho nó nốt lên. Hy vọng sẽ không gặp team nó quá khỏe. Bây giờ tầm cấp 40 thì mình xác định luôn 32 thôi đấy, cũng đỡ. Chúng ta sẽ có chiêu nước và có thể được thêm là extra turn. Nó chết luôn đi. Lửa này, chúng ta sẽ có nước nhưng mà cái nước của mình cần phải hồi rồi. Đam của mình khá là ổn. Tất cả chiêu thức của mình tầm khoảng K9, K8 đam. 4.000 máu và mình sẽ đấm nó phát nữa là nó sẽ chết thôi. Destroyer Dragon. Tiếp theo sẽ là Speed Dragon. Nó sẽ là lá. Mình không có chiêu gì kết thúc nó rồi. Nó khắc hệ mình à? Khó chịu nhờ. Khó chưa, nhầm chiêu rồi. Nhầm chiêu thì mình vẫn giết được con Speed Dragon. Chúng ta có tất cả là 3 trận ở trong cái phần này. Và buổi chiều nay thì mình sẽ kiếm thêm được 5 viên game nữa. 34 bóng tối thì không vấn đề gì cả. Chúng ta cần phải hạ nó trước. Chúng ta sẽ dùng chiêu này. Tức là còn 21.000 máu nữa. Con này sẽ anh khắc chế được này. Và nó sẽ có ánh sáng khắc chế được cái bóng tối của con phù thủy bóng đêm. Con này có lá thì mình sẽ có là nó có hệ ánh sáng thì mình sẽ có chiêu lá Beehiver. Có thể giết được nó ngay. 29.000 máu. Beehiver lên nào. 32.000 máu này. Còn cuối cùng chắc mình sẽ thua thôi. Ít ra ta sẽ luyện được thêm cho hai con nữa, thêm được 2 điểm cho con hai commander nữa, kiếm thêm được 4 chiếc thức ăn này. Và đây sẽ là trận cuối cùng ở trong cái phần Liquid của chúng ta. Chúng ta sẽ đổi sang rồng đi. Thật ra thì cũng không cần đổi lâu, mình sẽ đánh con này trước và chúng ta sẽ có thêm một extra turn. Không chết được nhờ. Không sao. Đam của con Monkey D. Graphs hơi yếu. Vấn đề là đang hiện tại có cấp độ B cộng thôi. Đánh kiểu gì bây giờ? Nó trâu thế này. 27.000 máu. Con kia chắc chắn là phải dùng 2 đòn. Vì thế chúng ta sẽ giảm máu nó xuống trước. Và để cho con này kết thúc bằng chiêu 1.950 đam. Có nước này nhưng mình đã hồi chiêu đâu. À đây rồi, hồi chiêu rồi anh em. Extra turn hay lắm. Kill ngay. Mình cấp 30 mà nó mới cấp 25 rồi mà. Chúng ta kiếm thêm được 400 thức ăn này. Và chúng ta có, team chúng ta sẽ có cái hòm mới nha. Và nhiệm vụ sẽ là nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ tiếp tục là nhiệm vụ Hatching à? Lại một cái nhiệm vụ khó chịu rồi. Hatching Dragon. Chúng ta sẽ vào trong Master 3 để tiếp tục đi lấy cái hòm nào. Lấy hòm gọi là hòm Master rất là ngon trong này. Roca Felix. Uầy, 3 con cái 40.
Đánh sao? À, nên đổi sang con khác. Ui, vẫn bao cái 40 kìa. Hầu hết ở trên này thì toàn là cấp 40 thôi nhá. Không hề có cấp yếu đâu. Ủa, kinh thật. Mình có băng giá, có thể hạ được con 2 Dream này. Chúng ta sẽ có ánh sáng, có thể hạ được con 2 Fighter này. Và con này thì mình sẽ cần lửa. Ok. Mình không cần scare tấn kinh à? Hiện tại mình không cần. Chúng ta sẽ dùng con Kaido nhỉ, đánh nhau với nó. Chẳng biết có liệu ăn được không, hai fighter nó rất là khỏe, team nó rất là khỏe. Cố gắng đánh thử một trận xem nào. Có vẻ như là hơi khó, trận này có vẻ như hơi khó. Hai Potter Dragon, con hai Potter thì nó sẽ khắc chế được mình nhưng mà thôi, ít ra con này vẫn khắc chế được con hai Potter. Ok, đánh nhau luôn. Sợ gì chứ, đánh thì đánh thôi. Hy vọng chúng sẽ được đánh trước và rất là tốt, và chúng ta sẽ được đánh trước ở đây rồi, ngon rồi. Lên đường một bé này, level 40, thật sự là rất khỏe nha. Chúng ta có thể đỡ được thêm một đòn được con này. Chết thì chưa chết nổi, chết rồi. Bây giờ là lửa. Con này sẽ để con 35 giết. Và có thể mình sẽ chết con trâu mất. Uầy, nó cũng khắc hệ luôn ạ. Thật sự là đáng sợ rồi đấy. Ngon. Đừng chết. Uầy, khắc hệ anh em ạ. Team nó khỏe quá. Nhưng không sao, bây giờ mình có thể giết được cái con 2 Amukha Dragon phiên bản mới nhất. Tóc bạc đẹp, nhưng còn chất hơn bất kỳ một con Heroic nào cơ. Thấy một số bạn bảo nên có chuẩn bị cho cái sự kiện Halloween gì đấy, con này thay đổi hình dạng một chút, hơi dị ra. Chúng ta sẽ được là 3/20 này. Đây, một cái team sau thì nó yếu hơn rất nhiều. Và chúng ta có thể sử dụng được con Skeleton King của chúng ta. 30, 34 và 30. Không vấn đề gì cả. Con đầu tiên thì cần chiến binh. Con thứ hai thì sẽ cần Doflamingo, và con thứ ba sẽ cần hai Ferrer. Rồi. Mình sẽ đánh đến cái mức nào mà chúng ta sẽ không thể đánh được thêm nữa thì thôi. Để cố gắng chiều là có thêm cái hòm master nữa là ngon, đúng không? Con này thì không phải đối thủ của chúng ta luôn đấy. Hai hit thôi. Nó sẽ về vườn luôn. Mình sợ là phát sau là phải gặp con này này. Nó khắc hệ mình, hơi khó chịu. May quá là nó sẽ không khắc hệ mình được. Ok. Được rồi, mình sẽ dùng con 2 Ferrer để đánh nốt cái con chim này. Một này thì nó yếu thôi, 2 con 30 và một con level 34. Rồi, bây giờ đánh nhau đi. Hút chết được anh không? Không thể nào, đúng không? Mình sẽ dùng chiêu vô cực lên con 2 Ferrer. 42.000 máu này. Claim thêm được 6/20. Team tiếp theo thì nó cũng yếu, giật sấm sét chết con đầu tiên, chiến binh và con thứ ba thì sẽ cần lửa là xong ngay. Nó có primer, đáng lẽ dùng con trâu, đáng lẽ phải nên dùng con trâu thì nó hợp lý hơn. Một hit nữa anh em ơi, đổi rồng mau, chết ngay bây giờ. Tiếp theo sẽ là con này. Con này thì nó khó chịu nhờ, mình có lửa ở đây. Ghét vãi trưởng ra. Mình con này thì không khắc chế được mà còn bị nó đấm chết cho. 31. Không sao, con này sẽ để cho mấy con kia xử lý nốt đằng sau vậy. Đừng chết nhá. 17.000, hay lắm. Và mình giết được con Eager Drasil này rồi. Nó rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm cho mình. Thằng nghiện game, thật là vãi chưởng. Việt Nam này anh em. 32.000 máu à. Chiến đấu luôn thôi. 23.000. Còn một hit nữa. Một hit nữa nó sẽ die. 24.000 máu. Tốt lắm. Cho kiếm thêm được 3 đồng nữa này. Tiếp theo toàn là level 40 thôi. 35 này. Trận này thì dễ rồi. Trận này thì mắc dễ rồi anh em ạ. Hai con đằng sau thì nó không khỏe. Hai con đằng sau là Legend.
Con đầu tiên thì chết nhanh thôi. Một hit. Khá là thấm ta. Còn 18.000 máu này. 24k. Trung Quốc à? Đây là Trung Quốc này. 2 sao chứ, 1 sao. Còn Kratos kia 2 sao kìa. 50.000. Ấy chà chà. Chẳng vấn đề gì. Ôi chết rồi. Nó chiến binh à? Nó chiến binh thì dùng băng giá mà giết cho nhanh. 42k máu nha. Tốt phết. Chúng ta sẽ kiếm thêm được 3 đồng nữa là thành 12 trên 20 này. Trận tiếp theo toàn gặp 40 vậy. 42. Ồ. Oh. Team này thì siêu yếu rồi. Level cao thôi. Nhưng nó chẳng là gì cả. Tại vì nó chỉ là mấy con dạng kiểu quỳ bắp. Nếu mà một sao mà Heroic cấp 42 thì máu nó trâu lắm. Nhìn chung thì nó cũng khá là trâu đấy. Không phải là yếu đâu. Chúng ta hãy dùng cái này trước để giảm máu nó xuống này. Mà giết nó luôn đi. Cần gì phải giảm máu chứ. Hai đòn thôi, con này về vườn rồi. Một hit nữa. Không cần phải đổi sang con 2 Pharaoh đâu. Như thế này là tốt hơn hết. Chiến thắng thêm một trận nữa này. Kiếm thêm được 3 đồng nữa. Và trận cuối cùng. Rồi trận này sẽ hai con chiến binh luôn. Ấy chà chà. Hai con chiến binh và thế này thì mình sẽ để như thế này trước này. Theo mình nghĩ sẽ để này là hợp lý nhất. Hai Snow thì chưa đủ cấp để có thể đánh trong này được. Đây như thế này. Mình mỗi con đập một phát xong rồi sử dụng băng giá để giết hai con đầu tiên là hợp lý. Cực kỳ hợp lý luôn. Lên. Giảm được máu xuống. Hoàn hảo đấy. Và chúng ta sẽ đổi sang con này sử dụng băng giá luôn nhá. Blizzard cộng 41k máu. Hay lắm. Đổi rồng sang con này và chúng ta bắt đầu là đánh nó luôn. Không cần phải làm gì cả, cũng sẽ đủ chết thôi. Còn cuối cùng thì chỉ cần 2 hit từ con chính của mình là sẽ chết thôi. Đây. Đó chính là con My Blocks. Nhân tố cực kỳ quan trọng trong cái đấu trường lần này đấy. Chúng ta thắng toàn bộ 6 trận và chỉ mất duy nhất một thành viên thôi. Khá là tốt. Trận đầu thì hơi khó. 18 rồi. Đến chiều ta sẽ thêm cái hòm mới. Rồi ok anh em, mình sẽ ra ngoài. Mình sẽ gửi rồng đi để tiếp tục xây dựng tòa tháp ở đây. Tòa tháp của con rồng băng. Con này. 4 con luôn. Tạm thời thế đã. Chúng ta sẽ kiếm thêm được cái điểm đây này. Hình như mình thắng các cái điểm ở trong cái này phần này đúng không? Buster 20m nha, có hai phần lấy gold nó khá là dễ. Tiếp mình sẽ đi lấy gold sau. Và ok thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Dragon City. Bye bye. Lấy game đã.